Truyền hình Thông tấn kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Trong chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km một giờ. Từ tháng 9 năm 2010 đến nay, dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp tại 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, vaccine phòng dịch thiếu hụt trầm trọng khiến dịch bệnh không được khống chế kịp thời. Ngày 24 tháng 6, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ một nghị quyết cho phép Washington có hành động quân sự ở Libya. Đây là lần đầu tiên Hạ viện Mỹ bác bỏ một nghị quyết cho phép nước này sử dụng quân sự kể từ tháng 4 năm 1999. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca nhiễm tả ở Haiti và nước láng giềng Cộng hòa Dominicana đang tăng lên nhanh chóng trong thời điểm hai nước này bước vào mùa mưa lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông trên đất liền của tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km một giờ. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, đi sâu vào khu vực Thượng Lào, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng thấp. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, hệ thống thời tiết phân tích trên chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đạo Tin Lành truyền đến Việt Nam do Tổng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức đã diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng nghìn tín hữu, mục sư, chức sắc Tin Lành của Hội Thánh đến từ Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các Hội Thánh Tin Lành trong nước và quốc tế đã về dự. Lễ kỷ niệm là dịp để các tín đồ Tin Lành ôn lại lịch sử chặng đường 100 năm Đạo Tin Lành đến Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển và gắn bó, đồng hành với dân tộc của Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà gửi lời chúc tốt đẹp tới quý mục sư và các tín đồ Tin Lành, khẳng định trải qua 100 năm, dù ở giai đoạn nào, khó khăn hay thuận lợi, tín đồ chức sắc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam vẫn luôn thể hiện lòng yêu nước, gắn bó với dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lễ kỷ niệm tại thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện thứ 3 trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày Đạo Tin Lành đến Việt Nam. Trước đó, lễ kỷ niệm cũng đã được Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam tổ chức tại Đà Nẵng và Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc tổ chức tại Hà Nội. Hiện cả nước có trên 1 triệu người theo đạo Tin Lành thuộc hơn 60 tổ chức, hệ phái, nhóm Tin Lành khác nhau, trong đó Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam với khoảng 700.000 tín đồ phân bố ở 34 tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào là tổ chức Tin Lành có số lượng tín đồ chức sắc lớn nhất nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép các tổ chức phát hành thẻ chưa hoàn thành việc chuyển đổi mã PIN theo quy định trước ngày 30 tháng 6 năm 2011, được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này sẽ coi việc hoàn thành chuyển đổi mã PIN là một tiêu chí trong việc xem xét, đánh giá thành tích hoạt động thanh toán đối với tổ chức phát hành thẻ. Quá thời điểm 31 tháng 12 năm 2012, nếu tổ chức phát hành thẻ chưa chấm dứt việc lưu hành các thẻ nội địa sử dụng mã PIN cũ, thì tổ chức phát hành thẻ phải chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại, rủi ro phát sinh về việc chậm đổi mã PIN của đơn vị mình gây ra. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 trở đi, tổ chức chuyển mạch thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ không được tiếp nhận và thanh toán đối với các thẻ nội địa còn sử dụng PIN cũ. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, còn thẻ sử dụng mã PIN cũ phải khẩn trương triển khai các công việc cần thiết, phục vụ cho việc chuyển đổi mã PIN tại đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành xong trong năm 2012. Từ nay đến hết quý 4 năm 2012, định kỳ hàng quý các tổ chức phát hành thẻ phải có văn bản báo cáo thống đốc về kết quả thực hiện chuyển đổi mã PIN tại đơn vị mình.
Từ tháng 9 năm 2010 đến nay, dịch lở mồm long móng vẫn diễn biến phức tạp tại 39 tỉnh thành phố trong cả nước. Và điều đáng nói là nhiều tỉnh có tình trạng giấu dịch, không báo cáo kịp thời. Bên cạnh đó là lượng vaccine phòng dịch thiếu hụt trầm trọng, khiến dịch bệnh không được khống chế. Hiện cả nước có khoảng 27 triệu con lợn, 9 triệu con trâu bò. Có thể nói, ngành chăn nuôi không chỉ góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân nông thôn, mà còn giúp người nông dân làm giàu nhanh hơn so với việc trồng lúa. Nếu là làm ruộng mà không chăn nuôi, đấy, không phát triển chăn nuôi thì không bao giờ có thể giàu được, mà không bao giờ khá được. Thực ra nói một sào ruộng bây giờ đấy, như năm nay tốt như thế, như bây giờ ngoài cánh đồng này tốt như vậy, đạt được 2 tạ rưỡi cho đến 3 tạ thóc một sào. Như vậy chăng nữa hạch toán ra liệu một sào ruộng có còn được đến 300-400 nghìn không? Tuy nhiên là trên một sào canh tác thì chuyển đổi ấy, thì như hộ gia đình nhà này ấy, thì nó nằm như bây giờ đấy, vừa trang trại vừa chỗ chăn nuôi rồi vừa gà vịt, thì nó nằm vào là 2.000 m2. 2.000 m2 này thì cứ tương đương với một năm như gia đình nhà này làm là không dưới 100 triệu. Tuy nhiên hơn 30 triệu con gia súc này luôn luôn bị dịch bệnh đe dọa. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch lở mồm long móng xuất hiện từ tháng 9 năm 2010. Đến nay đã xảy ra ở hơn 2.000 xã, phường, thị trấn thuộc 39 tỉnh thành. Cả nước có tổng số gia súc mắc bệnh là hơn 150.000 con. Số gia súc bị chết và phải tiêu hủy là hơn 45.000 con. Một trong những nguyên nhân của việc dịch bệnh không được khống chế kịp thời là nguồn vaccine phòng dịch đang thiếu hụt. Vấn đề cung ứng vaccine thì phải nói thật là trong thời gian qua thì do cái yếu tố khách quan là dịch lở mồm long móng xảy ra rất nặng ở châu Á, đột xuất so với mọi năm, cho nên kế hoạch sản xuất của các nhà cung ứng vaccine trên thế giới mà phù hợp với cái chủng của Việt Nam ấy là cung ứng không kịp. Và chúng ta cho đến nay là chưa sản xuất được cái vaccine lở mồm long móng và hoàn toàn bị động vào vấn đề nhập khẩu. Cho nên là có thời điểm là chúng ta cung ứng không kịp. Ta thành đất nắm. Cái tai xanh nó bây giờ ấy thì thực ra mà nói là nó có 7 cái típ tai xanh cơ. Thế mà trong đó là mỗi một típ tai xanh của nó tương đương với lại 11.000 với 10.000 cơ. Thế 10.000, 11.000 thì 7 típ ấy nó tương đương với 80.000, 90.000 một con cơ. Đấy, cộng với cái tả này, tụ dấu này, rồi cái thương hàn này thì nó nằm vào tầm khoảng gần 100.000 một con ạ. Ít đâu. Cái gia đình hộ, gia đình cá thể người ta nuôi ấy, người ta không làm được. Đấy, người ta không dám đầu tư thế, người ta không làm được. Thế cái dịch bệnh thì nó tràn vào thì những cái trang trại lớn như này nó bị rung rinh rồi thì nó bị ảnh hưởng. Bệnh lở mồm long móng kéo dài, khó khống chế dứt điểm đã khiến ngành chăn nuôi trở nên bấp bênh. Thực tế, đã có địa phương vốn có thế mạnh về chăn nuôi phải tính toán lại quy mô gia trại. Thế mạnh của Thanh Tân là chăn nuôi gia trại và chăn nuôi lợn. Thì năm trước năm 2007 là Thanh Tân là có 64 gia trại mà quy mô là mỗi một gia trại là nuôi vài trăm con. Nhưng từ năm 2007 đến nay thì do cái chăn nuôi nó bị bấp bênh là thất thường về giá cả đầu ra đầu vào rồi dịch bệnh, cho nên là cũng có thời gian thì bà con làm ăn thua lỗ. Tổng số gia trại hiện nay thì cũng thu gọn lại còn khoảng 50 gia trại, nhưng mà cái quy mô các gia trại hiện nay thì chỉ còn nuôi trăm con vài chục con, nó không lớn như trước. Bên cạnh khó khăn do nguồn vaccine hạn hẹp, chính quyền và người dân ở một số địa phương cũng còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Nhiều nơi giấu dịch đến khi dịch lan rộng mới báo cáo, dẫn đến khó kiểm soát. Mục tiêu phòng chống dịch được đặt ra trong giai đoạn 2011-2016 là khống chế không để tình trạng lây lan dịch tái diễn. Đến năm 2015, cơ bản khống chế được dịch lở mồm long móng trên toàn quốc. Trong đó, tập trung 3 giải pháp là tiêm phòng vaccine, giám sát phát hiện sớm và quản lý chặt ổ dịch. Và cuối cùng là kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc. Chỉ trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua, gần 300 website của Việt Nam đã bị tin tặc tấn công đồng loạt. Tiếp đó là vào ngày 20 tháng 6, các cuộc tấn công lại có dấu hiệu gia tăng. Tuy sự việc chỉ mang tính tự phát, nhưng qua đó lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong bảo mật thông tin hiện nay.